Chiều nay, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch số 30 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp EGOS cho các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố, Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố và Đảng ủy khối các cơ quan thành phố, cán bộ khối các cơ quan mặt trận đoàn thể, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Sau hơn 3 tháng triển khai thí điểm thực hiện việc triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp EGOS tại các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố, Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố và Đảng ủy khối các cơ quan thành phố, bước đầu đã phát huy được tính ưu việt, tạo được môi trường làm việc hiện đại trong các cơ quan đảng. Đặc biệt đã phát huy tốt tính năng liên thông văn bản giữa khối đảng và khối nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, cải cách hành chính và tiết kiệm chi phí tại các cơ quan đơn vị. Ngày 17 tháng 9 năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất ban hành kế hoạch số 30 về triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp EGOS cho các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố, Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố và Đảng ủy khối các cơ quan thành phố, cán bộ khối các cơ quan mặt trận đoàn thể. Qua đó, nhằm nâng cao hiệu quả, tiến độ trong công việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần tạo môi trường làm việc hiện đại, kiểm soát quá trình xử lý văn bản, tiết kiệm chi phí hành chính, từng bước xây dựng và hoàn thiện dữ liệu số gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả đề án cải cách hành chính trong các cơ quan đảng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025 và nghị quyết số 05 của Thành ủy về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đây là một chủ trương quan trọng, tuy nhiên là một cách tiếp cận mới, đòi hỏi sự vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt và đồng bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là trách nhiệm thực hiện của người đứng đầu, đóng vai trò quyết định sự thành công của việc ứng dụng hệ thống EGOS. Đồng thời, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực phối hợp với Văn phòng Thành ủy và Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị chu đáo các điều kiện theo đúng tiến độ kế hoạch số 30 đề ra, đảm bảo đi vào vận hành thông suốt bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Tinh thần chung bây giờ máy tính nó chưa đủ, thì trước mắt chúng ta có thể xem xét là giảm cái lượng máy tính kết nối mạng diện rộng, Bluetooth Node. Vì tôi cũng đang sử dụng cái EGOS này, thì thấy là cơ bản các cái văn bản mà không mặc thì nó chiếm số lượng lớn hơn thì chúng ta sử dụng qua cái EGOS này rồi, thì cái lượng văn bản mà qua cái Bluetooth Node nó cũng còn không còn quá nhiều thì cái này các đồng chí cân đối cái đường truyền và cân đối cái máy sử dụng cho từng cái cơ quan trong cái thực trạng hiện nay cho nó cơ bản đảm bảo, rồi sớm tham mưu ban hành cái quy chế quản lý vận hành cái hệ thống EGOS trong các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị quán triệt chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai hệ thống EGOS, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu, phối hợp tạo điều kiện cho Văn phòng Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác rà soát, cài đặt các ứng dụng, đồng thời chủ động rà soát, đảm bảo thiết bị máy tính kết nối internet để triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình.